Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam là một tổ chức đầu tư kinh doanh hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012, với sứ mệnh thay đổi bộ mặt hàng nghìn chợ truyền thống văn minh an toàn và hiện đại hơn, được thành lập vào ngày 16 tháng 1 năm 2019, với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng và được góp vốn bởi 5 đơn vị hợp tác xã thành viên. Trong cơ cấu hoạt động ngoài 5 hợp tác xã thành viên sáng lập ban đầu, Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam còn có trên 200 thành viên cá nhân tham gia góp vốn, hơn 61 thành viên liên kết là hợp tác xã, hơn 40 thành viên liên kết là công ty. Từ những ngày đầu thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam cùng các hợp tác xã thành viên đã hiện diện khắp 58 tỉnh thành, hiện đang xúc tiến triển khai 180 dự án. Tổng mức đầu tư và đăng ký đầu tư lên tới 30.000 tỷ đồng. Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam có nhiều kinh nghiệm từ kết quả đầu tư thành công vào các dự án chợ truyền thống ở nhiều tỉnh thành. Trong những lần tiếp đón đoàn công tác từ các địa phương đến làm việc, lãnh đạo Liên hiệp luôn trao đổi rất nhiều những kiến thức thực tiễn trong quá trình đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa.